Ui, cái gì đây xem nào. Từ từ thôi, đồ cổ đấy bạn ạ. Đồ cổ á? Ở đâu ra đây? Đồ cổ mà tôi mới đào xong vườn nhà tôi. Cái bình này tôi nghe nói từ thời nhà Lý đấy. Thế cửa. Hàng phạt kèo rồi bạn ạ. Ở đâu lộc trên trời nó rơi xuống mà ngon thế. Bạn không tin thì thôi, có người đi đổ xác còn nhặt được cả gia tài cơ mà. Ai? Nếu không tin thì lên Kính Lúp TV để xem. 8 người may mắn nhất hành tinh chỉ nhặt thứ này về, ai ngờ là vật báu. Trường hợp đầu tiên đó là chiếc ấm chứa hàng chục nghìn đô trong bãi rác. Cho mình hỏi là đã bao giờ các bạn chót vứt đi một thứ gì đó giá trị vào thùng rác hay chưa? Comment thứ đáng tiền nhất mà các bạn đã từng ném ngay xuống phần bình luận nha. Các bạn thân mến, nhắc tới bãi rác thì ắt hẳn chúng ta đều nghĩ ngay tới một địa điểm có phần hơi bốc mùi, kèm cả những tá đồ cũ và không còn giá trị sử dụng bị người ta bỏ lại. Thực tế, sau nhiều năm cắm rễ dưới bãi rác thì có nhiều món đồ vật bỗng chốc trở nên có giá trị lạ kỳ, khiến cho không ít đại gia tranh giành mua về. Dĩ nhiên cũng hiếm thôi, và đó chính là chiếc ấm cũ kỹ, tưởng không đắt mà đắt không tưởng, được anh ve trai người Malaysia Mohamed Fahmy Adun-Adis phát hiện tại một bãi rác Gelutong trên hòn đảo Penang năm 2019. Thoạt đầu, khi phát hiện chiếc ấm thấy cũng đẹp, màu sắc thì sáng bóng nên là anh ta chỉ định mang về nhà tái sử dụng cho đỡ phí. Ai ngờ, khi vừa mở nắp ấm thì anh ta liền phá hỏa phát hiện có cả sấp đô la Canada xịn sò, ước lượng cũng phải mấy trăm triệu tiền Việt luôn đấy chứ. Không biết có phải là của ông chồng nào giấu quỹ đen trong ấm mà quên mất, rồi vô tình bị vợ vứt đi đây. Nên là chắc anh chàng cũng đăng chiếc ấm lên mạng, hòng tìm lại chủ nhân thực sự của em nó. Xong, chỉ thấy mấy bà nổi lòng tham đến nhận vơ, chứ nào có ai đoán được số tiền thực sự trong đó là gì. Và cái kết là anh chàng trung thực này đã mang quyên góp cả tiền lẫn ấm cho quỹ từ thiện. Quả là một tấm gương người tốt việc tốt, đáng để học hỏi phải không nào? Và các bạn cũng đừng quên comment, nhặt được của rơi, trả lại người mất để lan tỏa thông điệp tốt đẹp này đến nhiều người hơn nha. Và tiếp theo là một vận may từ trên trời rơi xuống, khiến cho những người chứng kiến tận mắt không thể tin nổi là mình lại may mắn đến thế. Thứ hai, hy hữu chuyện đi dẫy, nhặt được cục vàng khổng lồ. Các bạn biết đấy, xưa nay các cụ đã dạy rồi, nhặt được bạc thì sang, mà nhặt được vàng thì lụi. Cơ mà như trường hợp của anh chàng sau đây, nhặt được hẳn một cục vàng thô siêu to khổng lồ giữa cánh đồng không mông quạnh thì không biết là may hay là rủi nữa đây. Theo đó, trong lúc đi dẫy, một người dân nghèo tại Tương Dương, Nghệ An có tên là Lô Văn Ối, sinh năm 1983, đã may mắn nhặt được một cục vàng 2,1 kg. Thế là từ một nông dân nghèo kiết xác, chỉ trong nháy mắt mà anh Ối đã trở thành tỷ phú giữa bản nghèo. Tâm sự mỏng về vận may ập đến bất ngờ này, anh kể rằng sáng đó, Ối lên rừng, lội dọc những con khe lở loét sau trận lũ quét kinh hoàng vừa đi qua tàn phá, lên đến gần đầu nguồn khoảng 3 km, chân tay mỏi rã rời, cúi xuống dùng tay vốc nước lên miệng để uống, thoáng cái đã thấy một cục đá to như hình cái nấm nở xòe ngả màu vàng xám giữa lòng suối. Ối nhặt lên xem, rồi vứt xuống khe, nhưng mà trong thâm tâm vẫn có điều gì đó mách bảo, biết đâu là vàng. Thế là đắn đo một lúc thì cuối cùng anh vẫn cúi xuống, mò lấy hòn đá đem về nhà. Ai ngờ hòn đá ấy lại là vàng thật. Bán vội cho người lái buôn là cũng được 1 tỷ luôn đấy chứ. Vậy là sau mấy chục năm lam lũ, anh Ối và vợ qua một đêm đã nhặt được một cục vàng và bỗng trở thành đại gia trong xóm. Với số tiền nằm mơ chưa dám nghĩ đến, từ việc bán vàng của mình thì anh Ối đã phân chia cho anh em nội ngoại mỗi người một ít. Còn lại thì hai vợ chồng cất riêng gửi tiết kiệm, mua xe ô tô vận tải và dựng thêm chiếc nhà sàn mới. Ai chà, đúng là thời tới cản không kịp các bạn ơi. Nên là dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng có lo là mình sẽ nghèo khổ mãi nha. Hãy cứ sống thiện lương, trung thực và chịu khó làm ăn. Thì một ngày nào đó, trời cao, ắt sẽ ăn bài trái ngọt đợi bạn ở phía trước. Cơ mà vừa đã lên rừng rồi, thì giờ xuống biển tí xem có nhặt được gì bất ngờ không đây. Thứ ba, vô tình phát hiện vật báu tỷ đô trên bãi biển. Các bạn thân mến, nếu như trước đây các bạn nghĩ rằng việc một mai trên đường đời tấp nập ta vô tình va phải một kho báu chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thì đúng rồi đấy, kho báu đầy vàng với kim cương như trên phim thì làm gì mà đến lượt mình. Nhưng mà báu vật tiền tỷ thì có đấy nha. Và vận may ấy đã bất chợt ghé thăm một người thu gom rác trên bãi biển Thái Lan. Theo đó, như thường lệ, anh Surachet Chanchu ra bãi biển Songkhla, miền Nam Thái Lan để nhặt ít ve chai bán kiếm tiền ăn qua ngày. Thì ai ngờ, ánh mắt anh đã va phải một vật thể nặng 16 kg. Nghi là long diên hương, một chất béo do cá voi nôn ra có giá trị đắt hơn cả vàng ròng, nổi tiếng trong ngành chiết xuất và pha chế nước hoa. Ngay sau đó, Surachet đã liên hệ với chính quyền địa phương nhờ các chuyên gia đến xác thực vật thể tìm thấy trên bãi biển Songkhla. Và kết quả, đây chính là long diên hương với tuổi thọ ước tính gần 100 năm tuổi. và theo giá thị trường, lòng diên hương này có thể bán được với giá là gần $43.000 trên kg. Tính xương xương, vật thể mà Surachet tìm thấy có thể mang về cho ông cả một gia tài tới $670.000, tức là gần 16 tỷ đồng. Ui, xem xong tự nhiên lại muốn đi biển lạ thường luôn ý các bạn ơi. Thực tế bất ngờ là những lần vô tình va phải của quý long diên hương là không hiếm gặp đâu nha. Như vào năm 2021, trong khi đi đến biển thì lão ngư dân Narong Phetchrai đã vấp phải tảng đá kỳ dị và mang về nhà. Và thật không ngờ, đây chính là khối vật báu biển cả long diên hương trị giá tới 30 tỷ đồng. Tương tự thì vào năm 2018, một ngư dân Thái Lan khác có tên là Bunyos Tala Upara cũng đã tìm thấy một cục long diên hương nặng 10 kg trên hòn đảo Koh Samui trị giá $500.000, tương đương với 11,8 tỷ đồng. Ui dồi ôi, đúng là thời tới cản không kịp luôn. Hè tới ai mà đi biển nhớ để ý mấy viên đá xấu xấu bự bự ven biển nha. Biết đâu lại là vật báu tiền tỷ thì sao? Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một vận may ngay tại sân nhà, đến chủ nhân ngôi nhà còn không thể tin nổi luôn. Nhặt cục than ngoài sân, ai ngờ là vật báu vũ trụ. Chuyện nghe cứ tưởng đùa này lại xảy ra ở nước Anh vào đầu năm 2021. Theo Daily Mail, trước đó thiên thạch Winchcombe là dạng thiên thạch cực hiếm thuộc nhóm CM này đã được một gia đình nhặt được trên lối ra vào gara ô tô của họ. Ban đầu thì họ còn tưởng là ai vứt một cục than ở đó, nhưng sau khi xem xét kỹ thì họ đã thấy có một điều kỳ lạ. Bằng một cách khéo léo, gia đình này đã thu thập những mảnh vụn thay vì để nó phơi sương gió ngoài sân, sau đó thì nhờ trợ giúp từ các nhà khoa học trong vùng. Động tác này được cho là đã giúp bảo toàn giá trị của khối thiên thạch. Nó được đem về phòng thí nghiệm trong tình trạng hầu như không bị ô nhiễm bởi môi trường trái đất. Và cái kết là mảnh thiên thạch Winchcombe được đem bán chỉ nặng 1,7 gram nhưng đã được bán với giá 9.256 bảng Anh, tương đương với 297 triệu trong một cuộc đấu giá ở London. Một mảnh lớn hơn trọng lượng 15 gram được bán với giá 22.556 bảng Anh, tương đương với 646 triệu. Trong khi khối chính thì nặng 100 gram, hiện vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên London như là một vật báu vô giá. Bởi theo như Skytech Daily thì vật chất bên trong thiên thạch này tương tự như thứ mà các tàu vũ trụ của Mỹ hay là Nhật Bản cố lấy về từ các tiểu hành tinh cổ đại trong các nhiệm vụ không gian tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Ảo thật đấy, đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra luôn các bạn ơi. Và điển hình như trường hợp sau đây này, mình mà nhặt được thì mình cũng không biết là khóc hay cười luôn ý. Thứ 5, hộp quà bí ẩn trong thùng rác. Các bạn thân mến, có một sự thật trớ trêu là trong khi rất nhiều chị em đang ế chồng ế chơ, ngày ngày vắt chân lên trán, vắt tay lên trán suy nghĩ bao giờ hết ế, bao giờ mới có người yêu, thì có vẻ như nhiều chị em do quá nhiều người yêu, anh trai mưa, anh trai nắng mà không còn chỗ để quà, nên phải vứt vội bó hoa hay là túi quà ra thùng rác như thế này đây. Thậm chí, độc lạ là ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người phụ nữ trong khi dắt chó đi dạo lại vô tình nhặt được một hộp quà siêu giá trị cơ. Đúng kiểu, bên ngoài xấu xấu bẩn bẩn vì nằm trong thùng rác, nhưng bên trong lại xịn sò đắt đỏ không tưởng. Với những bông hoa sáp màu xanh được xếp rất đẹp mắt cùng với 11 thỏi son. Không chỉ có vậy, điều khiến cho người phụ nữ này cảm thấy kinh ngạc hơn nữa đó là trong hộp quà còn có một chiếc nhẫn kim cương lớn và một chiếc thẻ ngân hàng. Nhìn thấy hộp quà này có giá trị quá lớn nên cô đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội Douyin để tìm lại chủ nhân của nó đấy. Đấy, ta nói, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Anh nào mà lỡ mua quà tặng cà rốt nhưng mà cà rốt chê không nhận ấy, thì đừng có cay quá mà vứt em ý vào thùng rác nhá. Phí lắm cơ ấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng gặp một món đồ giá trị gì trong thùng rác rồi hay chưa? Thì nhanh tay chia sẻ câu chuyện dưới phần bình luận cho mọi người cùng nghe nhá. Và biết đâu, câu chuyện của bạn lại được lên những video tiếp theo của Kính Lúp TV thì sao? Và tiếp theo, vẫn là một pha nhặt đồ toát ra mùi tiền. Nhưng có vẻ như vận may này đến hơi lâu. Thứ 6, chuyện lạ viên đá xấu xí góc vườn bông thành vật báu tỷ đô sau 30 năm. Và tiêu đề như đã nói lên tất cả, chuyện là trong năm 1980, lúc đi chăn bò thì cậu bé Faustino Lopez ở miền nam Tây Ban Nha đã vô tình nhặt được hòn đá lạ và mang về nhà định làm cối xay thịt. Tuy nhiên sau đó thì nó lại không sử dụng được và bị vứt xó ngay trong góc vườn. Đến năm 2011, sau khi xem xong một phóng sự về hiện tượng thiên thạch ở Tây Ban Nha, Lopez bất ngờ nhớ đến hòn đá mà mình đã nhặt về hồi thơ bé có hình dáng giống y chang vậy đó. Sau một hồi đắn đo, Lopez đã quyết định gọi cho nhà địa chất học Juan Gutierrez để kiểm chứng. Và cuối cùng, các nhà khoa học đã nhận định đây chính là một mẩu thiên thạch kim loại có từ thời tiền sử và có giá trị rất cao. Đó là một mẩu thiên thạch kim loại, nó đến từ một tiểu hành tinh nào đó đã rơi xuống trái đất sau một cú va chạm. Và vào thời điểm đó thì hòn đá được định giá là 5 triệu đô la, tương đương với hơn 117 tỷ đồng. Gia đình Lopez đã rất sốc khi biết được rằng hòn đá mà họ từng lãng quên trong suốt 30 năm lại biến họ trở thành triệu phú trong chớp mắt. Đây quả là một sự may mắn không phải ai cũng có được. Tiếp theo là một trường hợp cũng bất ngờ không kém. Thứ 7. Thứ hư về khúc gỗ bỏ trôi dạt trên bờ biển, bỗng hóa vật báu sau khi được trục vớt. Ôi, nhìn qua cái mẩu gỗ cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà nhỏ. Không hiểu tại sao lại thành vật báu vô cùng quý hiếm được luôn ý. Theo đó, vào năm 2017, khi đang dạo chơi trên bờ biển Bexhill thì cậu bé Archie Wolf, 13 tuổi, sống tại East Sussex của Anh, đã tìm được một thứ mà ban đầu cậu nghĩ rằng đó chỉ là khúc gỗ. Sau một hồi quan sát, Archie đã nhận ra có điều gì đó bất thường nên quyết định đem khúc gỗ về và mang đến viện bảo tàng nhờ các nhà khoa học xem xét. Ngay lập tức, các nhà nghiên cứu đã bắt tay vào tìm hiểu nguồn gốc của khúc gỗ mà Archie Wolf đã tìm được trên bãi biển Bexhill và nhận ra điều bất ngờ. Họ cho rằng đó chính là chiếc sừng của một con bò cổ đại, có niên đại khoảng 6.000 năm tuổi và nó thuộc giống bò rừng. Một giống bò được gọi là Auroch xuất hiện vào cuối thời kỳ đồ đá và đầu thời kỳ đồ đồng. Ông Neguff, ông nội của Archie kể lại, Archie đã rất bất ngờ và vui sướng trước phát hiện của mình. Thằng bé thấy nó chìm dưới cát, sau khi rút ra thì nó thực sự là một thứ đáng ngạc nhiên. Và hẳn đã có rất nhiều người bước qua, thậm chí dẫm chân lên chiếc sừng, nhưng mọi người đều chỉ nghĩ đó là khúc gỗ vô dụng thôi. Thực tế, chiếc sừng mà Archie Wolf tìm thấy có định giá khoảng 158 cho đến 185 đô la, tương đương với khoảng 3,7 đến 4,3 triệu đồng. Tuy nhiên thì cậu bé đã quyết định tặng lại nó cho viện bảo tàng. Thế nhưng, tình cờ và bất ngờ nhất thì phải kể tới thanh niên siêu may mắn nhất nước Mỹ sau đây. Thứ 8. Cô gái vô tình nhặt được kim cương khi xem video tìm vật báu trên mạng. Nani? Đúng thế, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Được biết, trong một chuyến đi nghỉ dưỡng tại công viên Crater of Diamonds State Park cùng với gia đình, cô đã xem video hướng dẫn tìm kim cương và phát hiện ra một viên đá có màu vàng lấp lánh. Và thật bất ngờ, đó là một viên kim cương thật sự nặng khoảng 3,77 carat và to gần bằng một cục tẩy bút chì. Theo ước tính ban đầu thì nó có giá khoảng vài chục ngàn đô la, tương đương với vài trăm triệu đồng. Người phụ nữ may mắn kể lại rằng, tôi trông nom bọn trẻ con một lúc và rồi khi nhìn xuống đất thì bỗng nhiên tôi thấy nó, viên kim cương nằm lẫn với đá. Theo tìm hiểu thì phần lớn khu vực mà Miranda tìm thấy viên kim cương thì đều là đá của núi lửa chưa phân hóa. Do đó rất có thể khi trời mưa thì nước sẽ chảy xuống làm lộ ra những thứ được chôn vùi trong lòng đất và trong trường hợp này thì là viên kim cương quý giá. Tương tự trước đó, một người có tên là Josh Lanik cũng đã tìm được viên kim cương nặng 2,12 carat ở nơi này. Như hồi tháng 4 thì một người có tên là Glenn Scutchington cũng đã nhặt được một viên kim cương nâu nặng 1,52 carat. Wow, đúng là may mắn hết phần thiên hạ luôn. Và ngay sau đây là một chuyên mục mà ai nấy cũng đang rất mong chờ. Thứ 9. Hỏi đáp hay trả lời ngay. Chị làm những bí ẩn về Thổ Nhĩ Kỳ đi ạ. Tương lai em sẽ qua đó chơi nên mong chị làm. Phương Hồng ơi, chị đã làm 8 thứ bị cấm và những bí ẩn thú vị về Thổ Nhĩ Kỳ mà hầu hết mọi người chưa biết tới ở trong video cách đây 1 năm về trước rồi nha. Nên là cần xem thì Hồng hãy vào kênh để xem lại giúp chị nha. Bạn Trang Đào có comment: thế mới nhớ, hôm trước con bạn lớp em mang dâu tây cho cả lớp ăn, bị cô giáo phạt luôn. Chắc là lại rủ nhau ăn trong giờ học đúng không nào? Lần sau là phải cẩn thận đấy nha. Chào chị, dạo này em học như điên, lâu mới xem video của chị. Chúc chị một ngày khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Rất là cảm ơn bạn Enju nha. Nói chung là vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu. Nếu có thời gian rảnh thì có thể xem video của chị để học hỏi và khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về những trường hợp vô cùng may mắn bậc nhất trên thế giới khi mà vô tình đi đổ rác, đi chơi hay là đào vu vơ cũng có thể vớ được cả vật báu trong gia đình. Và các bạn cảm thấy ấn tượng và bất ngờ nhất với vật báu nào kể trên thì hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.